bắt đầu quay chuẩn bị đi sơ gan rồi. Công nhận cái cảnh này, cảnh đấy người em không đi đâu bao giờ các mấy anh em ở phố nó về quý mới say, còn không đã rượu là không say không về. Bây giờ về đây là vẫn chưa phải là say. Cứ bắt ông về thiết kế. Nếu anh về đây rồi cũng chưa phải là rượu say anh ạ. Mà đã say là phải say, không say không về. Điệt quá nhỉ. Yếu rồi. Em cứ dở vờ đây thôi, chỉ được xem thôi, một thời gian nữa xem. Này à. Đây là đi phí phơ ngại à, không tàn. Phơ. Đúng không? Em thấy anh nói cái gì đẹp không? Em châu có thể không phải. Châu nha, em nói rõ là em chỉ khen cái điểm, điểm coi như điểm yêu của bác, điểm nhiệt đấy em cho nói, chưa chê gì cả, khen hội nhiệt đấy. Anh ơi, cái đoạn máy độc rồi anh. Chưa. 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 Không có đây sang năm không cắt không xong xong lại phải đi tất cả những cái mâm này là tôi cái mâm này cực kỳ quan trọng đối với tôi không cái đấy chưa không thì đến hôm nay là ngày đồng chí rồi nếu theo lịch tàu là đã sang chiều là cắt được rồi. Qua đồng chí nào có đẹp phẳng nhưng mà sợ thầy là đang nghỉ đấy. Cắt đi là nó sẽ thở tận mấy cái cây ở nhà tôi ấy. Mấy cái nhà tôi đục như này đó không nghe nhá. Tôi đục hôm nay mà tôi đục chỗ này mà chỗ kia là vấn đề này chưa xong luôn. Theo dõi tiếng mà anh dân cho xem của bạn của ra đây đây này chưa. Cái này nuôi để bo cái này. Cái này mua bo cái này. Không. Nó phải có cây này nó mới bo được. Không có cây này không bao giờ bo được. Cái tán đưa ra cơ. Có phải đúng vấn đề nó là thời gian chứ không phải. Nó như cái đấy nó như mình kiếm mình vẽ một ngôi nhà ấy. Cái này ngăn có khử trùng ở trong đây nước ấy. Không. Cái này chưa ai làm nữa. Chưa ai làm lúc này mà nước chưa dám bỏ ra 100 triệu rồi. Chưa chưa ra ông làm lắm bỏ ra 100 triệu để bôi nước này để thử xem cái đoạn là nó trùng không. Mình bôi nước bôi khi mình xong rồi mình phải phun nước vào đây xong để cho nó tay sẽ theo nó bôi thuốc thì thuốc nó sẽ dẫn rất là sâu. Còn cứ để nó không bôi vào thuốc nó rất sâu vào thâm nó giống như là thịt ấy. Đấy cái đồng mình cho nhúng và cứ mạnh trước đó để dã nó cộng nó sẽ đạp như kiểu là bạn làm sôi nước khi trần nước sôi rồi xíu nước mạnh là tạo độ giòn của trắng. Như này không bố chú mà đúng không? Cậu nhận không? Lòng lợn có phải lượt xong rồi có cái tiếng mạnh không? Như này là cây khô với như này là chắc đâu rồi. Anh em hỏi cho rất sâu rồi. Chiên thôi, lắm nữa. Còn không để khô không? Đang lòng cho nó không? Và những chỗ mình, và những chỗ không có đặng mà những chỗ mà mình bôi có khi phải còn
nó ở chỗ bé phong là một trong những quốc tế lại mà nó tận vậy, nó làm cho chúng tôi sẽ loãng ra thì gần hết. Xem này, như thế lẽ này thì mình thấy cái dễ này nó cong này. Thì lúc mà vào ảnh rồi, khói bằng nhau 5 triệu một lần ông rửa, ông chụp anh test được mà ra cho gần. Ông chụp đúng cái chỗ tôi xem này. Sao bây giờ anh cầm cái tay đầy cái cục này lét. Nếu như tôi bỏ phần này đi thì rõ ràng nó sẽ không còn lại cái dễ này, thì nó sẽ cái dễ này nó sẽ nổi lên, nó sẽ phải kênh bông lên như thế này này. Thì ví dụ như cái đường này mà không có cái lỗ này thì nó sao? Làm thế nào để nó tiếp tục các phần liên kết tiếp theo lắp ráp vào nhau để cùng tập riêng con này luôn kia là đừng nghe là chị Thảo nha, bao giờ sáu điều bao bên này ông xem gạch ở đây đúng không, thằng nào mà thò tay vào gãy đập cho chuẩn bị rồi đấy, tao nghe tin theo phong hoa nha, chuẩn bị rồi đặt gạch rồi, thằng nào mà thò tay vào mang đi dòm thì chết phải không đúng mon này là mang dầm chết không? Mày để lại tao ghê lắm Tuấn ạ. Sợ. Rồi vỡ đó. Ba cái nó vỡ rồi. Hôm qua nó vừa vỡ rồi. À vẫn đang quay được. Vẫn đang quay được. Nó giận ngay mà.
cái cô nó không dẫn. Nào chúng ta sẽ vào để xem giờ mới bôi thuốc. Để sẹo này hôm nay bây giờ xong này là suốt từ lúc 11 giờ trưa, 10 giờ trưa đấy. Chào ta nó về rồi hiểu. Mọi người mua thuốc là người ta thích quét này, nhưng mà tôi thích thấm thế này. Nó tự nhiên. Đúng không? Thấm như này thì nó sẽ... Vì khi mình thuốc này mình quét đi quét lại ấy, thuốc nó như kiểu nó bị khô quá, nó cháy thuốc. Nó sơ ấy. Cháy. Này, đây là. Đấy, Tuấn nhìn này, này nó có nước vào đây này, nó thấm một lớp rất là mỏng, rất hay. Sơn công an vẫn cho phép phạt lại. Ông Đô ơi, có khi ông phải mở lớp dạy. Em làm sao đây? Một cây lấy hết lửa lọ thuốc. Hai cây ở nhà đục như vậy là hết một lọ thuốc. Cái thuốc đấy anh mua có phải tốt hay cái thuốc kia nào? Không, à, thuốc đấy không mua cái loại trông nó nhanh nhìn phải. Thuốc này nó là nhập. Cái hàng Nhật. Rẻ tiền. Em cảm thấy nó hay bong, keo này chẳng được nó bong, nó ngấm hẳn một cây nào. Nhật nó ngấm. Cảm giác nó rất nhanh liền nhé. Các ông mua đồ rẻ tiền. Tôi là không có gì là đồ rẻ cả. Mà tôi dùng cái biết giữ gì. Tôi ông dùng xong rồi. Tôi vô rồi cả bạn đánh anh lại. Yeah. Anh em dùng là họ chưa đến kỹ. Vô bong bong. Anh em người ta dùng người ta vẫn độ kỹ ấy. Nó chưa đạt được. Tôi kỹ tinh lắm. Cái này nó theo kính người. Tôi mới làm ẩu mà làm cái thứ nhất làm không đến nơi đến trốn quyệt quản đây là thêm đây là xong được 80% rồi còn 90% nữa đúng không bao nhiêu nữa còn tí ngay đầu bên đầu nữa thôi vừa kia lúc làm công thấy tôi làm đến cái máy ấy thì đấy là lúc coi như công trình đã đi vào hoàn thiện. Đây là một lượt máy giáp máy sau nạo. Nhưng mà mình đã ấy rồi mà. À, không, nó không sao, nạo xong bôi thuốc lại. À. Nạo nó đi một lượt cái nạo cho nó cái máy nạo đấy để nạo những cái đường tinh ấy, nạo cho nó hết những cái vết đục nhăm nhở ấy. Ừ. Nó nhăn nhở đấy. Đến mức độ tối đa. Thích những cây hoa thú, những cây mà mình đục theo những cái led hoa thú ấy, Tuấn ạ. Những cây hoa thú là những cây kỳ dị,
nhất là thiên nhiên kỳ dị nhất. Trong thiên nhiên mà những cây già, những cái cây hoa thú ấy, những cái cây hoa thú ấy, nó đạt cái độ kỳ dị cao nó mới thành hóa hoa thú. Hàng trăm hàng nghìn cây có cây. Đây là những cái loại, nói chung nói tóm lại là cây hoa thú là độ quái nó cao. Ừ. Mỗi người cảm nhận một kiểu, nhưng tôi là tôi cảm nhận hết. Con này là nó con gì để vào con chưa? Chả biết đó là con gì nhưng nó phần lon nó là một con thú. Còn nó là con gì thì tự mình xem mình nhìn. Tự mỗi người. Ông nhìn bộ tiếp đất đấy này. Ừ. Nó là một con đấy. Nhưng nó là con gì thì tự mình hiểu. Đối với anh nó chỉ là một cây kỳ lạ. Kỳ lạ đạt được cái độ kỳ lạ cao. Nhìn nó không chán, không đụng hàng, độc đáo nó cao. Cái này có long anh có bao giờ có ông mua bôi vuốt xong có bao giờ cái này có ông coi có long anh. Ông lau sạch thì đến lúc bàn ra này vào xong bắt đầu là không khí nó vào đoạn nó sẽ bị không, cái này nó sẽ khi nó có không khí là nó sẽ khô sinh ra tắc lọ thuốc ấy này. Cái hôm quý với ông huy đấy tắc xong thì khi tắc xong lại xong đến lúc bôi thì bóp ra không bóp ra thì cứ tha hồ bóp xong đến lúc nó bật ra đổ nó bắn đến vẹo cái mặt. Ồ đấy, là chính vì vệ không lau nên là phải vệ sinh đấy, nó là cái lỗi đấy. Đoạn đâu nghe rồi bạn? Chưa. Bạn cháu nhìn thấy bán đục mà mới hôm nay nó săn cùng nhìn liên tục. Đó ạ. Vâng. Những cái buổi này là những cái buổi nó rút ngắn được bao nhiêu thời gian trong đời rồi. Nếu để nó tự nghiên cứu những cái buổi này hôm nay những cái buổi như này nó mất 5 năm 10 năm. Nhìn thế này xong là nó rút ngắn giai đoạn. Tôi đục được ra cái như thế này là cả một quá trình. Chứ không phải là một sớm một chiều, cả một quá trình tôi nghiên cứu, tôi tìm tòi. Bình thường ai không hiểu, không nhìn thấy tôi làm này đấy, đục cây đi, đục đi, đục sợ chết bỏ ra. Bởi vì ông không hiểu sinh học, mà chính bản thân tôi làm được đến đây là tôi đã chết khối cây rồi. Tôi đã bèn chết khối cây rồi. Hàng khối đang hỏng rồi. Khối đang chết rồi. Không phải là không, tôi đã lướng khối cây đẹp rồi. Đây, làm chân nước đây. Em này mình sơ sửa này Tuấn này. Dạ. Mai đến lúc khỏe lên đấy. Đây là đang bắt đầu lúc nào mà tín hiệu nó mọc sẹo đây nè. Dạ. Đang để im để cho nó nhiều lá để cho nó co sẹo này mày. Thì nó mọc viền này. Nó viền lên đấy. Đây này, nó viền bắt đầu viền rồi này. Dạ. Đấy, thì bắt đầu mới can thiệp tiếp. Liên tục sửa, liên tục đụng chạm. Và phải liên tục hàng ngày phải ngắm nó, phải yêu nó. Xem sự phát triển của nó ốm đau nó sầu não thế nào. Không phải là chẳng hạn như cái chữ điệp này muốn nó lét nhé là phải một cái lỗ thông từ đây xuyên sang bên này. Đấy, giờ bây giờ nó đang đặc này giờ Tuấn Hiếu nó đục thông được cái dễ này lét ngay nó lội bật cái dễ này lên ngay hoặc là cái chỗ này nó đang đầy đấy này. Nhấn phát vào này sâu thôi thì nó thì người ta sẽ thấy cái đường cong này. Bát phần này sâu bên trong này dễ đẹp không? Đi không đấy? Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn nhé. Các bạn nào mà xem video này thấy hữu ích cho bạn thì bạn hãy giúp mình đăng ký kênh và bấm vào nút chuông chia sẻ video để anh em mình cùng học hỏi đúc rút những kinh nghiệm làm cây. Tôi hy vọng là các bạn cũng thích cái video này. Bạn nào mà thích thì các bạn hãy bấm like và chia sẻ video và comment
Nếu mà các bạn cảm thấy cái ý kiến cá nhân các bạn cần đóng góp cho video, tôi trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn clip sau. Bye bye.